Tập 33. Sao cậu biết hắn là người Kinh Đô? Hắn là người hoàng thất. Lúc tôi đi học ở Kinh Đô Nhật Bản, thấy ai nói chuyện có khẩu âm đó, đa số đều là thành viên hoàng thất. Vậy Ichiro Maeda thì sao? Hắn là ai? Hắn là tên buôn súng đạn nổi danh ở Kinh Đô Nhật Bản, cũng là thành viên hoàng thất. Anh không sợ Honda điều tra quan hệ của anh và hắn hay sao? Hắn không thể điều tra. Ichiro Maeda đã chết từ lâu rồi. Cậu có thể nhét mình vào tủ sao? Được đấy. Không hổ là đặc vụ của Trung Thống, chỗ nào cũng chui được. Hắc ưng của chúng ta rốt cuộc cũng lợi hại hơn con chim con của Trung Quốc. Nếu là tình báo của Hắc ưng mang đến, vậy tại sao ký hiệu lại xuất hiện ở xưởng binh công? Chẳng lẽ phái người đến xưởng binh công mời anh Oshima đến chỗ tôi dùng bữa ngay? Còn nữa, lệnh cho trung đội Kim Trạch tăng tốc càng quét bát lộ tiếp cho tôi. Cái gì? Sao Thẩm Tự Vũ có thể là nội gián được? Cậu lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn cậu ta nghe thấy hay sao? Không phải, anh ta không phải đặc vụ của Trung Thống hay sao? Sao lại là nội gián? Lộ trình của cậu là sao? Đặc vụ Trung Thống thì không thể là nội gián được hay sao? Phát hiện ra lúc nào vậy? Không bao lâu, bây giờ chưa thể phát hiện, cho nên tạm thời không thể động vào cậu ta được. Nếu như nói như vậy, vị trí của đại mộ khổ, đúng, là cậu ta bán đứng chúng ta. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu canh chừng Thẩm Tường Vũ cho tôi. Một khi có tình huống gì, cậu phải mau chóng báo cáo cho tôi biết. Đã rõ. Cậu hiểu Thẩm Tường Vũ được bao nhiêu? Không hiểu cho lắm. Tôi đến phân đội rồi mới quen biết anh ta. À đúng, cậu nói với tôi, cha của cậu bị quân của Yoshida Yosuke giết hại hay sao? Chuyện khi nào vậy? Là ngày 29 tháng 11 năm 1937. Mà sao vậy? Sao trăng cái gì? Báo thù đi. Tiểu đoàn trưởng, bên ngoài có một tên lính Nhật đến. Đó là Honda Tenyu, muốn mời anh Oshima đến chỗ quán ăn tối. Ăn tối hả? Chỉ một mình tôi. Nếu anh sợ thì tôi đi cùng với anh. Chỉ là một bữa tối thôi mà, chắc chắn không ít món ngon. Chỉ biết ăn thôi. Đừng có căng thẳng quá. Hiện giờ trước mặt người Nhật, cậu ứng phó tự nhiên lắm rồi. Yên tâm mạnh dạn mà đi đi. Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ cho cậu. Hổ Bưu, chúng tôi vẫn luôn rất tin tưởng cậu. Số cộng. Số nhân. Sao vậy? Muốn ra đề toán cho tôi hay sao? Không phải tôi. Bài toán này là do người khác ra cho anh đó. Người khác?
Là sao chứ? Lúc người Nhật đến, ký hiệu này xuất hiện ở trước cửa nơi anh trốn. Không ngờ ở nơi đất khách quê người còn có thể nếm được rượu trắng tinh khiết thế này. Thiếu tá Hoàng gia đúng là người biết hưởng thụ quá. Hành quân đánh trận mà còn mang theo những thứ này. Chiến tranh vốn dĩ rất tẻ nhạt, nếu không biết hưởng thụ cuộc sống vậy thì sẽ càng chán hơn. Chẳng lẽ anh Oshima bình thường không có sở thích gì hay sao? Tôi yêu tiền. Tôi coi tiền quan trọng hơn cả tính mạng của mình nữa. Anh Oshima thật sự yêu tiền hơn cả mạng của anh hay sao? Dám mạo hiểm tính mạng một mình, mang máy móc đến Lâm Nhữ. Thật ra, nói một câu thật lòng, tôi thì không thích những thương nhân kiếm tiền nhờ chiến tranh như các anh. Nhưng mà tôi rất phục sự cố chấp của anh về việc nắm bắt tình báo anh Oshima. Cũng rất tinh thông nhỉ? Tại sao lại nói như vậy? Không phải hay sao? Trong đội vận chuyển của Tanaka bị người Trung Quốc tập kích chưa bao lâu, anh Oshima đã mang theo thiết bị của anh không mời mà đến. Nếu như không có tình báo đáng tin, sao anh có thể đến trong thời gian ngắn như thế? Có thể nói cho tôi biết, làm sao anh lại biết những chuyện này không? Thiếu tá Hoàng gia, đây là bí mật nhỏ của tôi. Phải biết, tôi có rất nhiều tai mắt phân bố trong quân đội khắp các nước. Nơi nào cần cái gì, nơi nào thiếu đạn, thuốc nổ, tôi đều có thể nắm bắt trong thời gian nhanh nhất. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể dành thời cơ trước những người cùng nghề. Mà hơn nữa, tôi và Ichiro Maeda là bạn vong niên. Ông ấy và Thiên Hoàng Bệ Hạ lại là bạn tốt. Cho nên rất nhiều việc tôi làm, người khác sẽ không tìm hiểu. Đây là bí mật nhỏ của tôi. Nếu như anh đã nói ra như vậy rồi, thì nó cũng không còn lấy bí mật gì nữa. Cạn ly. Xem kỹ rồi, xem ra cộng sự của anh thật sự muốn bán đứng anh rồi. Không, ký hiệu này không phải của Hữu Bưu để lại đâu. Ký hiệu này 3 năm trước tôi đã từng gặp qua. 3 năm trước ở đâu? Ở Thượng Hải. Lúc đó trung thống chúng tôi nhận được tình báo, đó là người Nhật có một tổ chức thần bí lẻn vào Thượng Hải, muốn tiến hành vận chuyển lậu văn vật. Cấp trên bảo chúng tôi theo dõi một người khả nghi. Lúc đó tôi phụ trách bắt giữ. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Hai bên là ai với ai? Một bên là người Trung Quốc, thành viên Hắc Bang Thượng Hải. Bên còn lại là người Nhật, thành viên đội biệt động Kim Bách Hợp. Phù hiệu này thuộc về bên nào? Người Nhật. Đội biệt động Kim Bách Hợp. Anh hiểu bao nhiêu về tổ chức này? Cũng không nhiều. Tôi chỉ biết
Đội biệt động khi bách hợp thực ra chỉ là một đám cướp. Nhóm người chấp hành đầu tiên của đội biệt động khi bách hợp là đội hiến binh của Nhật Bản. Bọn chúng tịch thu tất cả tài sản của chính phủ Trung Quốc, cho nổ nhà kho của ngân hàng, cướp bóc nhà giàu và những người khác. Vàng, châu báu, tác phẩm nghệ thuật, tiền tệ, tóm lại tất cả những gì đáng tiền, bọn chúng đều không bỏ qua. Nhưng mà những lợi phẩm này, chúng trực tiếp vận chuyển đến Thượng Hải, hoặc là dùng tàu lửa, xe hơi vận chuyển đến Mãn Châu xử lý. Kim loại quý thì sẽ tiến hành phân chia, những trang sức khác sau khi nung chảy đúc lại thành đỉnh vàng cùng một kích cỡ, sau đó vận chuyển về đất Nhật Bản. Thành viên Hoàng thất đem những vật phẩm cướp được soạn ra một lục chi tiết, sau đó đích thân mang lên xe rồi vận chuyển đi. Thành viên Hoàng thất đích thân mang lên xe chuyển đi. Anh biết không, Hổ Bưu từng nói Honya Tenju chính là thành viên của Hoàng thất. Thực ra tôi cảm thấy muốn phát tài không thể chỉ dựa vào xưởng binh công. Cướp tài sản của người Trung Quốc không phải là cách nhanh và tiện nhất hay sao? Tài sản gì? Vàng. Thiếu tá Honya, bằng lòng nói cho tôi biết chỗ nào có vàng thật sao? Vậy thì tôi phải biết anh Oshima đây có bằng lòng đưa lao động Trung Quốc của anh đi tìm hay không. Anh có nhiều nguồn tin như vậy, là có quan hệ tốt với cấp trên của quân đội đế quốc. Tin rằng không thể nào anh không biết nhiệm vụ khiến quân đội đế quốc đến Lâm Nhữ. Anh nghĩ thử xem, đến lúc đó thậm chí anh còn không trả lương cho đám lao động Trung Quốc của anh từ số tài sản cướp được. Bố thí cho chúng một chút là đủ rồi. Anh còn có thể cho bọn họ một vài khẩu súng để cho người Trung Quốc tự tàn sát lẫn nhau, mà anh lại được lợi từ đó. Như vậy đám lao động Trung Quốc trong tay của anh sẽ thành một phân đội nhỏ, tạo ra nhiều tài sản cho anh hơn. Rất tốt. Chờ bọn họ tìm được vàng cho tôi thì tôi sẽ giết chết họ, tiết kiệm được cả tiền công. Là như vậy đấy. Phải biết bây giờ khó tìm nhất chính là lao động Trung Quốc. Thực ra tôi rất tò mò, anh Oshima đi đâu tìm được nhiều lao động Trung Quốc như vậy, lại còn có thể khiến cho họ ngoan ngoãn bán mạng cho anh. Có thể nói cho tôi biết được không? Thượng Hải của Trung Quốc là một chỗ tốt. Ở đó cái gì cũng có hết, còn có nguồn nhân lực phong phú. Huống hồ gì tôi có thể cho họ tiền công rất hậu hĩnh. Tất nhiên là họ phải bán mạng cho tôi rồi. Anh Oshima không hổ là thương nhân đó, chỗ nào cũng nghĩ đến cách kiếm tiền được hết. Tôi còn có một chuyện muốn hỏi anh đây. Thời gian anh ở xưởng binh công, có nghĩ đến sẽ giống như Giả Chí tuyển thêm một số lao động Trung Quốc hay không? Rốt cuộc thiếu tá Honya muốn nói gì đây? Anh đừng hiểu lầm, tôi có ý tốt. Tôi chỉ lo lắng có người của Bác Lộ trà trộn vào xưởng binh công, phá hoại việc sản xuất của đế quốc chúng ta thôi. Anh nói như vậy trái lại đã nhắc nhở tôi. Trong số những người làm của tôi có một người tên là Thẩm Tự Vũ. Anh ta là lao động do Giả Chí mang đến. Đúng, Giả Chí là Bác Lộ. Vậy thì chắc chắn anh ta cũng là Bác Lộ quân. Mau, thiếu tá Honya, bây giờ tôi dẫn binh đi giết chết anh ta. Không, cứ giữ anh ta lại đi đã. Nếu như anh ta là người của Bác Lộ thật thì tôi còn phải lợi dụng anh ta tìm ra nhiều Bác Lộ hơn. Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm với tôi đó. Anh Oshima yên tâm, tôi thì cũng như anh thôi, có rất nhiều tai mắt trải khắp mỗi ngóc ngách ở Lâm Nhữ này, bao gồm cả xưởng binh công của anh. Cho nên anh an toàn tuyệt đối. Tôi vẫn hy vọng thiếu tá Oshima có thể nhanh chóng tiêu diệt người này cho tôi.
Tôi sẽ làm điều đó. Phải biết, đám bắt lộ này toàn là kẻ xấu. Là kẻ xấu đã ám sát tư lệnh Yoshida. Thiếu tá Honda, hãy cho tôi biết, rốt cuộc bây giờ ngài Yoshida Yosuke như thế nào rồi? Tư lệnh Yoshida Yosuke đã hy sinh vì nước rồi. Các người đến tìm vàng, hiển nhiên đội biệt đội khi bất hợp đã sớm để mắt tới các người. Đặc công Nhật Bản ở xưởng binh công, đó chính xác hơn là ở trong phân đội nhỏ. Nhưng ký hiệu này tại sao lại xuất hiện ở nơi tôi trốn chứ? Bởi vì rất có khả năng anh đã uy hiếp đến thân phận của hắn. Không đúng, Hổ Bưu không thể nào là người Nhật. Tôi rất rõ ràng về hồ sơ và thân phận của hắn. Tôi không nói là Hổ Bưu. Có lẽ anh ta không phải là người Nhật Bản. Đầu bự à, tôi mang đồ ăn đến cho cậu đi. Tiểu đoàn trưởng, cậu ấy ngủ rồi hay sao? Ra ngoài thăm dò tin tức, đã 3-4 ngày không ngủ. Hay là tôi gọi cậu ấy dậy? Không cần đâu, để cậu ấy ngủ đi. Có manh mối gì mới chưa? Không có. Nghe họ nói trăm dặm xung quanh thành Lâm Nhữ, họ đều đi hết rồi. Căn bản không có tin tức của người canh gác lăng mộ. Trước đó người bị quân Nhật giết thật sự là người canh gác lăng mộ, nhưng không phải canh gác lăng mộ của gia tộc Hoàng Nhan. Họ còn nói đầu năm trước có một sư đồ trộm mộ từng đi trộm lăng mộ lòng đất của gia tộc Hoàng Nhan, nhưng mà lại không thành công. Sau đó hai người họ cũng mất tích. Sư đồ trộm mộ, có tên của họ không? Không có ai biết. Vì hậu duệ của gia tộc Hoàng Nhan thì sao chứ? Không tìm được. Nhưng họ đã hỏi thăm rồi. Có một người tên là Hoàng Nhan Tông Diệu, từng tham gia vào quốc quân chúng ta. Ở đội nào, biệt hiệu nào, cấp trên là ai thì không có ai biết hết. Hoàng Nhan Tông Diệu. Vậy nhà hắn còn ai nữa hay không? Người thì chạy nạn, người thì chết. Chắc là không còn ai nữa. Chạy đến quân đội quốc quân, mật lệnh nói người canh gác lăng mộ ở lại đây, phụ trách tiếp ứng chúng ta. Nếu như hậu duệ của gia tộc Hoàng Nhan là người canh gác lăng mộ, thế thì sao lại chạy đến đội ngũ quốc quân? Thật kỳ lạ mà. Tiểu đoàn trưởng, anh nói xem, cấp trên không nói gì với chúng ta, bảo chúng ta xoay vòng vòng như ruồi mất đầu, muốn chơi chúng ta phải không? Hiểu rồi. Ngày mai tôi bảo các anh em đi tìm tiếp. Thôi không cần đâu. Tiểu đoàn trưởng, Hổ Bưu ra khỏi chỗ của quân Nhật rồi. Không có chuyện gì, chỉ có hai tên Nhật hộ tống. Cậu gọi tiểu đoàn trưởng Cố ra cửa, chuẩn bị đón. Dạ. Cậu ngủ một lát trước đi. Hoàng Nhan Tông Diệu. Đại ca, muộn thế này cậu chưa ngủ hay sao? Không ngủ được. Giống dĩ muốn tìm vị đương gia trò chuyện một chút.
Nhưng cậu ta không có ở trong phòng, không biết cậu ta đi đâu nữa. Cậu ta sợ mấy người dân vận chuyển lương thực đi qua, cho nên xuống núi mai phục trước rồi. Người anh tin tưởng gì đương gia nhỉ? Đúng vậy. Từ khi cậu ta lên núi, đây là trợ thủ đắc lực nhất của tôi. Vậy trước khi cậu ta lên núi thì sao? Người anh em hiểu biết bao nhiêu về việc trước khi cậu ta lên núi? Đại ca, anh hỏi câu này là sao chứ? Thật không dám giấu, tôi chú ý cậu ta một thời gian rồi. Từ khi nhị đương gia biết vàng ở lăng mộ dưới lòng đất của gia tộc Hoàng Nhan các anh, hành động của cậu ta dường như có gì đó không đúng cho lắm. Sao lại không đúng? Bất kể là ngày hay đêm, cậu ta thường xuyên không có trong phòng. Hơn nữa nói chuyện cũng không mấy tự nhiên giống như lúc mới lên núi, mà trở nên vô cùng cẩn thận. Có lúc còn cố ý che giấu gì đó, lảng tránh về thân thế của cậu ta trong quá khứ. Người anh em không có ý thức được điểm này sao? Tôi không cảm thấy cậu ta có gì khác thường hết. Đại ca, có phải anh nghĩ nhiều rồi không? Từ lúc cậu ta lên núi đã quyết tâm đi theo tôi, không nói hai lời, chắc chắn là người mình. Tôi vẫn giữ nguyên câu đó. Cái thời này lòng người khó đoán. Dù sao vàng cũng không phải tài sản bình thường, bất cứ ai cũng sẽ động lòng thôi. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn mà. Tôi biết đại ca muốn tốt cho tôi. Anh yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Vậy thì tốt. À đúng rồi, chuyện của lăng mộ. Gần đây anh có nhớ ra cái gì không? Đại ca, nếu như có chút manh mối nào thì tôi nhất định sẽ nói với đại ca. Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra có thể có chuyện gì liên quan. Tôi... Thôi được rồi, huynh đệ đừng sốt ruột quá. Sở dĩ cách đôi ba hôm tôi lại hỏi anh, không phải vì cái gì hết, chỉ sợ người khác, đặc biệt là sợ người Nhật sẽ giành cơ hội trước. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi cũng về nghỉ ngơi rồi. Đại ca đi thong thả. Cạn ly, cạn ly. Cảm ơn trưởng quan. Cảm ơn. Anh không sao chứ? Uống tiếp đi. Uống tiếp đi. Đi thôi. Cạn ly. Anh đã uống cái gì thế? Sao lại say đến mức này hả? Tiểu đoàn trưởng, bọn Nhật đi xa rồi. Đi hết rồi hay sao? Yên tâm đi, tôi đóng kịch với họ thôi. Biết cậu diễn giỏi rồi. Mau nói xem, người Nhật đã hỏi cậu những gì chứ? Vẫn là mấy câu lặp đi lặp lại. Nói trắng ra chính là nghi ngờ thân phận của chúng ta đó. Yên tâm đi, tôi qua mặt được hắn rồi. Được rồi, ngay cả câu này anh cũng học được. Uống vui vẻ quá nhỉ. Biểu hiện không tệ, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Được. Hổ tử. Anh đừng coi hổ bưu là kẻ ngốc. Nói như vậy sẽ khiến cậu ta nghi ngờ đấy. Cậu cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc. Nói, đặc vụ thẩm kia và cậu ta là như thế nào? Ngài nói như vậy, trái lại đã nhắc nhở tôi rồi. Trong số những người ở chỗ tôi, có một người tên là Thẩm Tường Vũ. Anh ta là lao động giả trí mang đến. Giả trí là bát lộ, chắc chắn anh ta cũng là bát lộ. Thẩm Tường Vũ,
Hắc Ưng, phân đội, xưởng binh công, tổ hợp thú vị biết bao. Thú vị đó. Chỗ nào bắn súng vậy? Chắc là phía đông. Không phải Bác Lộ cướp lương thực đó chứ? Không đâu, Bác Lộ không làm mấy chuyện thất đức như vậy đâu. Đi đi đi, mau trốn cho kỹ đi. Hai ngày rồi chẳng thấy bóng dáng người nào hết. Sao nói nhiều thế? Một năm cũng phải chờ. Tiểu Cao, mau đưa đại nương đi rút lui. Chính quỷ, đại nương đi mau. Con à, các con đi mau đi. Đưa đại nương đi theo, các con không thoát được đâu. Không. Tiểu Cao, uổng công con là chiến sĩ của Bác Lộ quân, sao chút đạo lý này con cũng không hiểu. Mau thả đại nương xuống rồi đi đi. Đại nương đừng nói nữa được không? Tiểu Cao, chúng ta cùng xông ra ngoài. Con à, con muốn đánh giật nữa hay không? Còn muốn đánh thì đi mau đi. Đi mau đi. Đại nương, mau đi đi. Đi. Rút. Bà già, Bác Lộ chạy đi đâu rồi? Bên trong phát hiện đường hầm của Bác Lộ. Nhét bà ta vào, cho nổ hết đi. Dạ. Đại nương, mẹ ơi, chuyện lớn cỡ nào mà dùng đại bác vậy? Nói nhảm, đó không phải tiếng đại bác. Nhưng mà tiếng súng ngày càng gần chúng ta rồi. Đừng nói là lương thực sắp đến đây, thực sự bị người khác cướp mất đấy. Bình tĩnh đi, xem thử rồi nói. Mọi người nhanh tay lên, thu dọn những thứ kia cho tôi. Mau lên nào nào nào. Sao vậy? Anh định rút khỏi xưởng binh công thật hay sao? Tôi đã nói rồi, nếu như Hổ Bưu là nội gián, vậy thì chắc chắn bọn Nhật sẽ biết chúng ta ở đây. Hôm qua Honya Tenju vừa đi không lâu, anh ta đột nhiên gọi Hổ Bưu đến. Chẳng lẽ cậu có thể khẳng định bọn họ không lên kế hoạch tiêu diệt chúng ta hay sao? Đương nhiên, tôi cũng biết đám Nhật sẽ không vội vàng trừ khử chúng ta, bởi vì bọn chúng còn trông cậy vào chúng ta tìm ra lăng mộ dưới đất. Nhưng mà tôi không mong anh em của tôi tay không tất súng, sống dưới tầm mắt của bọn quân Nhật. Một quân nhân trong tay không có vũ khí, tôi không yên lòng được. Từng qua, anh nghe tôi nói, tiểu đoàn trưởng, anh đới tới rồi. Anh đới, râu của hai người. Yên tâm đi, giải trí chết rồi. Các người trừ khử được hắn rồi hay sao? Anh đới à, vào nhà nói chuyện sau.
Sao lại dừng rồi? Đại ca, rốt cuộc làm sao thế? Thổ phỉ ở xa như vậy đã bắt đầu bắn súng hồn chúng ta hay sao? Coi cậu sợ kìa, gan của cậu còn không to bằng đầu kim. Cái đám thổ phỉ này chưa thấy hàng đã bắn súng, không hợp với quy tắc của chúng. Không thể là chúng được. Vậy đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao cái gì? Mau chóng lên đường thôi. Đi trễ là quân Nhật sẽ chiếm trước đấy. Đi đi, đi mau đi mau. Đi, đi thôi, đi thôi. Đi, đi. Đi thôi. Quá ra là như vậy. Sau cùng giải trí chết trong tay của chủ nhân Nhật Bản của hắn. Đây là kết cục của việc làm hán gian. Phân đội của chúng tôi tìm cho các anh cái này. Tốt quá. Thứ tôi cần đâu? Chúng tôi vẫn chưa có được manh mối có giá trị. Tôi biết bác lộ các anh không đáng tin mà. Nhưng yên tâm, dù là như vậy, quốc quân chúng tôi cũng không làm khó các anh. Trong này có bản đồ mà các anh cần đó. Còn có hai phần văn kiện, mang đi đi. Coi như phân đội chúng tôi báo đáp đảng Cộng sản các anh, đã xả thân cứu giúp. Chúng ta hòa nhau nhé. Đúng rồi, sau này mấy chuyện nhỏ như này, anh cứ bảo cậu Hàng Tái Hưng chạy vặt là được. Không cần kinh động đến cán bộ lớn như anh đâu. Trong hành động lần này, Hàng Tái Hưng đã hy sinh. Cậu ấy bị người ta gài bẫy. Dựa vào võ công của Hàng Tái Hưng, sẽ không bị người ta ra tay ngay trước mặt đâu. Điều tra ra ai làm chưa? Không có ai biết. Nhưng có một điểm có thể chứng minh cái chết của đồng chí Hàng Tái Hưng và cái chết của một đồng chí khác tên là Lôi Tử và hai người dân trong thành là do cùng một hung thủ gây ra. Hắn ta dùng cùng một thủ đoạn. Khách quan, ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi, hôm khác hãy đến. Tôi vội lên đường, chỉ muốn tìm một bát nước để uống. Uống xong tôi đi ngay. Rót nước cho cậu ấy đi. Tôi muốn hỏi thăm một người, không biết anh có quen hay không. Ai? Lâm Dữ chúng ta có một người canh mộ. Nghe nói đời đời tổ tiên đều canh giữ lăng mộ dưới đất. Anh có biết hay không? Chú Câm chứ gì, tôi biết. Còn ai quen ông ấy không? Trong thành này e rằng chỉ có hai chúng tôi biết. Tại sao vậy? Tại sao người khác lại không biết? Người canh mộ các đời đều có bí mật, không phải ai cũng biết. Cậu hỏi cái này làm gì? Khách quan, mời người uống nước. Nhìn cậu là biết người dùng ngoài. Cậu hỏi thăm người canh mộ làm gì? Khách quan, mời uống nước trước đi.
Trước khi đồng chí Hàn Tế Hưng hy sinh đã gửi tín hiệu cho chúng tôi. Người Nhật Bản đang bí mật kết nối với một người Trung Quốc. Người Trung Quốc hả? Thật ra lần này tôi đến là để nói với các anh, quân Nhật đã bắt rất nhiều đàn bà con gái nhà lành ở Lâm Dữ để làm quân kỷ. Cho dù như thế nào, bác lộ quân chúng tôi cũng phải cứu họ ra ngoài. Không biết tiếp theo phân đội có tính toán gì hay không. Hổ Bưu, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta phải rút khỏi xưởng binh công? Tôi cũng đang khó hiểu đây. Mọi người đều đang dọn đồ, tôi cũng không hiểu gì sao. Cô có nhìn thấy họ không? Hình như ở trong phòng tiểu đoàn trưởng. Tôi đi tìm họ đi. Tiểu đoàn trưởng, mọi người đều đang dọn đồ. Tôi muốn biết có phải chúng ta sắp rời khỏi xưởng binh công hay không ạ? Là thế này, chúng tôi đã có được tình báo chính xác về vị trí của lăng mộ dưới lòng đất, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Anh đi trước đi. Được. Hổ Bưu, tạm thời đừng nói với thành viên khác của phân đội. Được, tôi đi đây. Nếu đã như vậy, tôi xin chúc các anh sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Giả Chí đã chết, có phải tôi có thể để cho Thạch Đầu trở về đội ngũ của các anh hay không? Thằng nhóc đó dám về hay sao? Tối hôm đó, trong lần hành động yểm hộ, Thạch Đầu biểu hiện vô cùng dũng cảm đó. Giết được mấy tên lính Nhật. Cái gì? Cậu ta có thể bắn súng rồi hay sao? Vẫn rất chuẩn, là trăm phát trăm trúng đó. Từ điểm này có thể nhìn ra công tác tư tưởng của đảng Cộng sản các anh vô cùng tốt. Được rồi, chúng ta từ biệt tại đây. Tôi sẽ nhanh chóng phái người đến đưa Thạch Đầu về xưởng binh công. Khoan đã, số phụ nữ nhà lành đó bị quân Nhật nhốt ở nơi nào chứ? Phân đội chúng tôi tuyệt đối sẽ không mở to mắt nhìn chị em đồng bào chúng ta bị quân Nhật chà đạp đâu. Gặp được họ rồi hay sao? Chúng ta thật sự phải đi hay sao chứ? Không phải đi đâu, mà chúng ta sắp rời khỏi Lâm Nhữ rồi. Rời khỏi Lâm Nhữ? Tại sao vậy? Anh làm gì mà bí mật dữ vậy? Tôi đã đồng ý với anh của cô là sẽ không nói cho ai biết. Không đúng nha. Anh ấy bảo tôi không được nói với người của phân đội. Nhưng mà cô không phải người của phân đội, cô còn là em gái của anh ấy. Nói thật cho cô biết, đã tìm thấy lăng mộ dưới lòng đất rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng vận chuyển vàng đến Trùng Khánh. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Đứng lại, đứng lại. Tất cả dừng lại cho tôi. Trên xe của các người chở cái gì đó? Trưởng quầy, có biết tôi là ai không? Muốn chuồn khỏi tôi sao? Hỏi ông đấy. Nói xem trên xe chở gì.
Các vị anh hùng hảo hán, trên xe của chúng tôi chở lương thực vận chuyển cho hoàng quân. Các người không thể cướp. Nếu như các người cướp, anh em chúng tôi không sống nổi đâu. Xin giơ tay đánh khẽ giùm cho chúng tôi qua đi mà. Xin lỗi các vị, chúng tôi nhất định phải lấy lương thực của các người giao cho quân Nhật, chỉ bằng hiếu kính cho anh em quỷ Nam giảng chúng tôi. Tôi tuyệt đối không làm khó các người đâu. Lấy chút đồ ăn gì đó rồi chạy đi. Nếu là anh em quỷ Nam giảng, vậy thì càng nên thả chúng tôi đi. Các người có biết tại sao chúng tôi đi con đường này không? Trong trại của quỷ Nam giảng, chúng tôi có họ hàng ở đó. Đúng, có họ hàng. Anh nói gì? Có họ hàng. Có người có họ hàng ở sơn trại của chúng tôi. Người đó là ai? Thật sự không dám giấu, tôi có một người họ hàng xa tên là Dương Mảnh, làm nhị đương gia ở sơn trại của các người.